Oh,
Đây là bên này đứng chứ. Đó. Đó, đó, đó. Hít nó quá nhiều. Thấy trong nhà. Thank you.
mình lắp được rồi. Con là con ăn hái ở vườn thế à? Dạ. Cái này cải bắp của mình á, cho nó ăn mà không sửa hết. Nó ăn mà không sửa hết ấy, nó chưa được bán. Nó cho được không? Không được bán được. Không có cái chấm à? Không, không có. Mình nghĩ ở dưới mà. Nhưng sao nó chín, để nắp lại chứ. Kệ nó, hay là bỏ nó xuống. Bỏ xuống đi. Để sọ. Để gốc bổ lên bên này. Nắm em cho trước đi đâu. Thôi từ từ, em cho củ đó, từ từ đừng vừa ăn đây nè. Cho củ như này. Đây anh có bát không? Bát á? Thìa đây nhá. Quát quất vào được không? Không biết. Mình thích vị chua thì không muốn. Súp ở dưới bên nhà bếp ấy. Ớt á? Có. Đâu? Ở trong túi á. Ở dưới nhà á. Đi xuống lên mấy củ. Anh cứ cho ăn nhiều, cho đâu. Sau chân thịt đấy. Ăn thử là có ngon không? Rau chân thịt đấy. Rau không phải đâu mà, bảo là rau xôi thế. Phải bó xôi. Chủ nãy em cho nhiều rồi, cho nhiều cái này rồi. Đâu? Thế? Hết rồi mà. Hay là nó chìm? Nó chìm thôi. Hay là tí cho cái muôi kia. Có không?
phải. Thích ăn xà lách. Cái hố. Cho nó mà đi. Anh cho bạch tuộc vào một hai con à? Bạch tuộc. Rửa xuống dưới hết nhỉ? Tí em phải cho tí cho vào cái này. Bạch tuộc để lông tí nhé. Dạ, bạch tuộc để lông tí. Nó cảm thấy chín. Nhưng mà em cho nhiều lắm, hôm nay thịt bò ấy. Em cho thế. Em cho vào đây. Còn cái xương này ra này, một hai cái này. Cho lắm lâu đi, chắc là ăn ngon chưa? Không ngon, nó ăn hoa quả, cắn ạ. Đây là kia ông làm đây. Không có bình hả? Kia làm kia. Không có. Đây em tự làm rồi. Thank you.
Trong
răng cho anh, để anh đổ vào. Cần cây. Đất này cũng nhổ nhổ dễ thôi nhỉ, nhổ lên. Cây của thị. Đưa cho anh cái dao cứng cứng hơn à. Lôi áo. Lấy ra đi, tí lát chở đi. Thank you.
hết rồi mà. Hết. Còn cái khoan đây này. Thank you.
từ bên kia thì mình cắt được. Để kéo nhé. Là tí gặp lên. Nhớ ra anh bắn từ bên này chứ. Em thấp. Chiều bằng này tí mang cắt đi, mang đi nạo sắn. Đây chỉ bón phân hôm qua. Phải làm giảm cho nó đấy. Nó mọc tua lên là nó mới leo.
lot of potatoes and all. Đất chỗ này mềm, đất được cái chỗ đoạn đầu kia cũng đỡ. Chắc trồng ra thật, tốt lắm đấy. Đất mềm xốp hơn nhỉ. Ta tết trồng dưa chuột ở đây. Thu xong luôn đấy. Mai kia mình bón phân chuồng thêm cho nó. Lên lên tốt đó. Đi lấy xe rùa chở sang bên này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Yếu hơn vậy nhỉ? Được chưa? Được rồi đấy. Chính đảm một tái nào lên đây chứ chả có quả. Thế giờ là thuộc. Thấy không? Thế thuộc gì tại chen chen cũng phải đoán. Có đi nó không muốn gì làm. Chặt. Tiêm tí nó ảnh hưởng cái chỗ thịt dán vào cái xương đấy, nó tái hóa không gì nhưng mà nó không có tiêm đấy, tiêm không có tiêm thôi. Bài họ quyết định của tao mà mình không thả họ không được gì không nhiều không bang không nhiều cái cua ก็เลยเออพอจะมาปุ๊บเนี่ยเรียนกระลาผู้บ่หูจ่อพอเรามาขัดปล่อยไปทีได้เพียงผู้ไก่บ่เหมือนไปขายแค่หามแล้วมาได้ปุ๊บในบังกาลาปัวจะเข้าครับโอ้ยโอ้ยโคตรไผ่บ่ครับเออจังต้องมาลั่นให้ซ้ําจนก่อนครับ
Đó là lao. Nó về nhà chiến rư.
ngfay bây giờ bị chặt là thằng cái gì chỉ giờ giấc tiếp chưa lại cái bố cứ là khẩu nó còn không nó cỡ cái này cái khác mình chỉ cần dùng cho nó
Thank you.
cái kia ngoài quả. Thank you.
Yeah.